Xin kính chào toàn thể quý vị. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc. Thưa quý vị, hiện tại đang là buổi sáng ngày 25 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Thì buổi sáng ngày hôm nay bên Nhạc cụ Vĩnh Phúc lại tiếp tục gửi với toàn thể quý vị một cái clip về những sản phẩm được lên đường. Trước mắt quý vị là gồm rất nhiều sản phẩm. Thì bên này là có hai cây đàn guitar thùng bãi Nhật Classic hàng Matsuka. Đây là hai cây đàn guitar điện hàng bãi, đàn bầu và những cục phơ để chơi các loại đàn guitar. Và các linh kiện phụ kiện đang có mặt tại trung tâm Vĩnh Phúc là đều được lên đường trong buổi sáng hôm nay rất là nhiều. Thì quý vị mua hàng tại trung tâm nhạc cụ Vĩnh Phúc, đối với những sản phẩm dưới 5 triệu thì quý vị không cần đặt cọc, cũng không cần phải chuyển khoản. Quý vị chỉ việc cho họ tên, địa chỉ, chi tiết kèm theo nội dung mua hàng, kèm với số điện thoại của quý vị. Trung tâm nhạc cụ Vĩnh Phúc sẽ ship theo đường chuyển phát theo cái địa chỉ mà quý vị đã nhắn cho trung tâm Vĩnh Phúc. Đó, thì khi nhận hàng quý vị được quyền bóc hàng, kiểm tra hàng, test thử hàng 5 phút. Sau đó quý vị mới thanh toán tiền hàng cộng đến cước cho người phát hàng trực tiếp cho quý vị là xong. Đấy, thì tất cả những sản phẩm ở bên nhà Quỳnh Phúc là người thật việc thật, nên là bên em là không yêu cầu quý vị là phải đặt cọc, không phải chuyển khoản. Đấy, còn đối với những khách hàng quen đã tin yêu và mua hàng tại trung tâm nhà Quỳnh Phúc nhiều lần rồi, thì quý vị chuyển khoản đủ cái số tiền giá trị sản phẩm mà quý vị mua trước khi nhận hàng thì quý vị sẽ được thêm phần bao ship. Thế còn tất cả những khách hàng mà đặt hàng mà chưa chuyển khoản đủ thì quý vị phải chịu tiền ship vận chuyển quý vị nhé. Sản phẩm trên 5 triệu thì quý vị phải đặt cọc cho em là 500.000. Sản phẩm trên 10 triệu quý vị phải đặt cọc cho em là 1 triệu. Và sản phẩm từ 20 triệu trở lên thì quý vị đặt cọc cho em 2 triệu. Đó là chi tiết nội dung sản phẩm mua hàng tại trung tâm nhạc cụ Vĩnh Phúc. Quý vị mua hàng ở bên em thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0989634982. Em nhắc lại số điện thoại của em là 0989634982. Sản phẩm bên em có rất là nhiều nhé. Bên em là bên phân phối các loại nhạc cụ ở khu vực phía Bắc, đàn organ, piano, guitar, các loại linh kiện phụ kiện nhạc cụ, thiết bị thu âm, thiết bị âm thanh, đầy đủ hết các sản phẩm ở đây. Trước khi vào cái công đoạn bao bọc và đóng gói thì em sẽ giới thiệu những sản phẩm như sau. Đầu tiên là cặp đôi đàn guitar thùng Classic hàng dây nylon, mã là Matsuka. Thì hai cái cây này thì em bán với giá cực kỳ đẹp cho khách hàng. Nó bị mất tem, nó bị rách tem ạ. Rách tem ở trong, tem thì tem hoa văn, quý vị nhìn biết là hoa văn rất là đẹp. Đấy, có chữ Matsuka còn sót kia. Đó. Con này thì áng chừng nó khoảng lô 25 gì đó, lô 25 hoặc là lô 35 gì đó. Hình thức ở bên ngoài thì nó không hề bị dập vỡ, không hề bị lứt toác gì cả. Đấy, nó chỉ có những cái vết xước răm nông mèo. Đấy, hoặc là vài vết cấn ở trên mặt đàn thôi. Còn đâu mọi thứ là đàn thì là không hề bị dập vỡ, không hề bị lứt toác. Đó, có ngả màu theo thời gian. Chúng ta về chúng ta lấy cái cara chúng ta cho vào, chúng ta đánh thật bóng thật kỹ là cái đàn là sẽ mới bóng ngay. Cho cara mà chúng ta cho máy trà bóng loáng ngay mà. Bên em thì là bán hàng bãi, người thật việc thật. Hàng về như nào thì bên em cũng để nguyên bản như vậy, không biết chế độ, không biết tu tát hay là không biết làm gì, bất cứ cái gì cả. Bên em chỉ có căn chỉnh căng dây là bán cho khách hàng thôi. Thì hàng của bên em là hàng bãi Nhật đấu giá, nên là em cũng mua như nào thì em bán cho quý vị như vậy. Đấy. Đó. Những cây Matsuka như này thì giá nó chỉ có vài triệu một cây thôi các bác nhé. Thì đây là cái cặp đôi này là về với một chú khách hàng quen, thì em cũng không tiện nêu tên. Đây, cây này cũng là Matsuka. Đấy, nó cũng bị rách tem. Con này đáng chừng nó khoảng M30-35 gì đó, hoặc là lô 30-35 gì đó. Tem của nó thì tem rất là đẹp rồi, tem hoa văn, tem đen này thì quý vị nhìn biết rồi. Đấy, tem đen thì nhìn cực kỳ chất rồi. Khóa này khóa vàng. Đấy, khóa vàng. Cần cùng này, tất cả mọi thứ ok. Cây này thì sườn hông cũng rất là bóng, rất là đẹp luôn này. Đấy, sức răm nông mèo có nhá. Đấy, cấn mặt cũng có một ít nhá. Em quay rõ cho quý vị như vậy. Đấy. Đàn này không có dập vỡ, không có hỏng hóc gì đâu. Tất cả mọi thứ là ok, ngon lành hết. Đấy, chỉ có cũ theo năm tháng sử dụng thôi. Những cây đàn này nó vào những năm 7 mấy, 8 mấy rồi. Đấy, mà còn ngon, còn tốt như này là rất là ok. Em cho khách hàng cái bộ dây AC136 này. Bộ dây phụ nhé. Đây, hai bộ dây phụ, 4 móng gảy đúc trong phong bì này. Tiếp theo là một đơn guitar điện bãi cho chú Cường ở Nam Định. Đây,
cây guitar điện số 1 ở trong cái clip ngày 12 tháng 2 năm 2022. Đấy, nó là mã là Gigo Ibanez. Thì con này thì hình thức của nó thì như clip em giới thiệu như nào thì em bán cho quý vị đúng như vậy nhé. Bên sườn này nó hơi chày một tí. Đấy. Đây, sườn trái phần phải là có một vài vết chày. Quay rõ cho quý vị như vậy nhé. Đấy. Hàng thì em đã giới thiệu sản phẩm lên rồi. Đằng sau thì có một vài vết nứt sơn thôi, chứ không phải là nứt gỗ đâu nhé. Đây là những vết nứt sơn này. Đấy. Quay rõ kỹ cho quý vị như vậy. Còn dùng bền thoải mái nhé, chế độ bảo hành cho quý vị 2 tháng, dùng bền thoải mái luôn. Đấy, chú này lấy thêm chân này, dây rắc này, dây đeo này, tặng cho một bộ dây phụ hai móng gảy bao cũ này. Tổng tiền hàng của chú là khách hàng quen chiết khấu tất cả mọi thứ là còn 2.900.000 chưa tính cước phí vận chuyển. Tiếp theo là một cây lipo cũng về với một khách hàng quen. Đây. Đấy. Con này thì có hơi dính vết chày ở phía bên mép bên này nhé. Đấy. Còn đâu này mọi thứ là trơn tru ngon lành hết. Trơn tru ngon lành hết. Chợ. Đấy. Và những cái đàn bầu này, những cái phơ phơ của đàn phím nõm, phơ của đàn guitar phím nõm vọng cổ, chơi vọng cổ này, và phơ của guitar solo hàng vốt này. Đấy, vốt này giá 2 triệu rưỡi một con. Đấy, phơ rom G1 phâu cho đàn phím nõm vọng cổ giá cũng 2 triệu rưỡi một con. Thì bây giờ em sẽ test lần lượt từng đơn hàng cho quý vị xem. Chủ yếu là guitar thùng thì em vừa test rồi, cho quý vị xem qua rồi thì chúng ta test nốt hai cây guitar điện và phơ và đàn bầu này. Loa nền nấm ni, bên em rất là nhiều mẫu mã loa nền nấm ni để chơi đa năng các loại nhạc cụ nhé. Đây em sẽ test cho quý vị bằng con loa nền nấm ni như thế này. Đấy, một bát 16 Fender Death bát 16. Con này em đang bán xả cho quý vị giá là 1 triệu 200 nghìn. Đấy, một bát 16 nhé, có ga in tạo tiếng bè chơi guitar lead này, volume này, bát trung chép, cổng tai phone này, mặt lưới thì là bằng kim loại nhé. Con này thì sản xuất tại nước thứ hai thứ ba thôi, nhưng mà nó chạy điện 100V, đã được lắp đổi nguồn 220 vào trong trong loa rồi, về sẵn cắm 220 là sẵn chơi thôi, vì nó là hàng bãi từ bên Nhật, mà hàng sản xuất nước thứ hai thứ ba nhưng mà xuất về thị trường Nhật, dùng cho thị trường Nhật quý vị nhé. Nó chạy điện 100V rồi. Đây còn guitar điện Ibanez Gio này. Thank you.
tức là những cái con loa này nó chơi đa năng các loại nhạc cụ đấy, nó mang cho chúng ta cái nó không bị sôi, không bị ủ rè. Còn đây là phơ này, phơ của đàn tím nõm này, phơ của đàn guitar tím nõm, giá 2.500.000 một con phơ này. Mã của nó là G1 Fold. Trong cục phơ này có 4 quả pin nhé, đa số chạy bằng pin, thế nhưng mà về với trung tâm là nhạc Quỳnh Phúc là sẽ cho thêm quý vị một cái cục nguồn để chúng ta cắm trực tiếp vào 220 đỡ tốn pin. DC này. Đấy, cắm vào đây là lên luôn. Cắm tín hiệu ở loa này. Rồi. Con này nó sẽ có chế độ chạy style ở trên này luôn nhé. Sẽ giảm bớt volume ở trên loa đi. Đấy là những cái nhạc nền để mà chúng ta tập theo cái nhạc mà ở trong cái cục phơ này. Bây giờ chúng ta sẽ đưa tín hiệu của đàn guitar vào này. Là tiếng kép nhé, tiếng kép của phím nõm vòng cổ ạ. Đó là con phơ G1 Fold được chốt cho một chú khách tên là Đạt ở tỉnh Hưng Yên quý vị nhé. Đấy, tiếp theo là cái con phơ vốt này. Nói chung là những cái con phơ này thì em cũng làm clip hướng dẫn sử dụng rất là nhiều rồi. Và cũng làm clip test nhiều rồi. Đây là em test sơ qua để cho quý vị là máy móc nó đang hoạt động bình thường để em đóng gói em gửi cho khách hàng thôi. Không đủ thời gian để test nhiều, test kỹ và hướng dẫn cho quý vị được. Còn bác nào mà muốn về cách hướng dẫn của sử dụng của nó thì cứ gọi trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0989 634 982. Em nhắc lại số điện thoại của em là 0989 634 982. Đây là con phơ vốt. Hàng Made in Japan. Giá 2.500.000 một con nhé. Con này model của nó là SL2G Vốt SL2G nhé. Đấy, Vốt SL2G 2.500.000. Thì trong cái hộp này tất cả các phơ mà quý vị mua là nó đều có 4 quả pin nằm ở bên trong. Đấy, thế nhưng mà về với nhạc cụ ý khúc thì bên em sẽ cho thêm cái cục nguồn ở bên ngoài nhé, các bác kết nối với điện 220, các bác cắm vào các bác chạy cho nó đỡ tốn pin ạ. Ấn giữ nó khởi động nguồn trong vòng 2 giây chúng ta bỏ tay ra này.
Rất ok quý vị nhé. Con phơ vốt này thì được về với một vị khách hàng quen, đó là khách hàng ở Thái Bình đã chuyển khoản đủ vào tài khoản của trung tâm nhạc cụ Vĩnh Phúc là 2.500.000, thì bác này sẽ được bao ship ạ. Tất cả những khách hàng mà đã chuyển khoản đủ thì sẽ được bao ship các bác nhé. Đấy là chi tiết mà tất cả những cái sản phẩm mà ngày hôm nay em giới thiệu cho quý vị là sẽ được lên đường. Thì bác nào muốn chi tiết kỹ hơn về sản phẩm, về cách sử dụng, về tiếng thì các bác gọi cho em sẽ chia sẻ cái nick mà em làm kỹ về những sản phẩm nhé. Bây giờ em sẽ tiến hành những công đoạn bao bọc và đóng gói cho những cái sản phẩm này lên đường. Đóng hàng dưới đây.
Vâng, dạy cách nào vậy? Vẫn để cái đầu này. Xòe ra cái đầu nó cũng được, chắc chắn bỏ nó vào đi. Thank you.
ra đầu đi.
té nữa. Cái này nấu sốt thì sẽ làm gì? Đi thành phố Hồ Chí Minh nấu sốt.
gì này? Mùi hữu lý. Chiều qua lại sớm thì mới nhé. Chiều qua hàng thì mới sớm. Thì em lấy sớm không? Đã như xong bây giờ thì tôi cũng lấy luôn. Ờ. Kéo thêm mày báo đây. Báo đeo báo hôm nay đâu? Ở đây là cái gì ạ? Sáng nay em vừa nhận một đơn xong. Không nhận đơn nào.